Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát, kiểm tra, phân loại đối tượng khó khăn về nhà ở để hỗ trợ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ để mỗi căn nhà được xây dựng đảm bảo chất lượng, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp, tạo điều kiện để người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Gia đình chị Đỗ Thị Lê ở thôn Gia Bình là một ví dụ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng chị hay ốm đau, hai con nhỏ. Nhiều năm liền, gia đình chị phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, may ra chỉ đủ che mưa, che nắng. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị Lê, năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Đồng Hưu, anh em họ tộc đã giúp chị xây dựng ngôi nhà mới, kiên cố, khang trang hơn. Nhờ đó, chị yên tâm lao động sản xuất và đã thoát nghèo. Xây được À, nhà ngôi nhà to thì tôi làm ăn nó cũng phấn khởi hơn và có tinh thần làm động lực phát triển kinh tế nhiều được nhiều được hơn hơn trước ông Nguyễn Văn Phú, tổ dân phố Hoàng Hoa Thám có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở bản thân ông không may bị tai biến lại sống một mình nắm bắt được hoàn cảnh đó, Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn Phùn Xương đã kịp thời đề xuất với các cấp để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Trong đó, quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm của các tổ chức xã hội và người thân trong gia đình đã khiến cho ông Phú có thêm động lực vượt qua bệnh tật. Giờ đây, ông đã có thể tự đi lại và chủ động trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi cũng bị uh, tai biến, bị bệnh tật, mất sức lao động không làm được cái gì, tôi cũng không có chế độ gì. Trước tiên là tôi cũng cảm ơn các chính quyền địa phương các cấp đã giúp đỡ cho tôi làm được ngôi nhà để có cuộc sống tốt hơn. Khỏe của tôi hiện tại so với trước đây thì tốt hơn rất chi nhiều. Trước tôi còn nằm liệt giường cơ, nhưng bây giờ tôi đã đi lại được rồi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 425 nhà đại đoàn kết cho 425 hộ nghèo trị giá trên 10 tỷ đồng. Năm 2024, qua hai đợt giả soát, huyện có 245 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Đến nay, 76 nhà đã sửa chữa xong và bàn giao đưa vào sử dụng. Huyện phấn đấu xóa xong nhà tạm, nhà dồn nát cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công, chậm nhất trong tháng 12 năm nay. Mỗi mảnh đời một số phận khác nhau, nhưng với sự quan tâm của đảng và nhà nước, sự chia sẻ của cộng đồng, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được sum họp trong những căn nhà mới khang trang, thắm đượm tình đoàn kết. Đó cũng là nguồn động lực to lớn để các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.